Ngày 24 tháng 3, rạng sáng ngày 25 tháng 3 theo giờ Việt Nam, hàng trăm nghìn người Mỹ đã xuống đường tham gia các cuộc tuần hành trên cả nước để phản đối tình trạng bạo lực súng đạn và kêu gọi các nhà chức trách phải hành động để siết chặt kiểm soát súng đạn. Sự kiện với tên gọi Tuần hành vì sự sống của chúng ta ban đầu được phát động bởi các học sinh của trường trung học phổ thông Marjorie Stoneman Douglas, bang Florida, nơi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng ngày 15 tháng 2, khiến 17 người thiệt mạng. Tuy nhiên, phong trào này đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của người dân, học sinh, sinh viên và người thân của những nạn nhân trong các vụ xả súng trên khắp nước Mỹ. Chúng ta cần phải thay đổi nhiều thứ, cần phải bảo vệ những đứa trẻ và bảo vệ cả chúng ta nữa. Đó là lý do vì sao chúng tôi tới đây để phản đối súng đạn. Tôi là một giáo viên cấp 2 và tôi không tin vào việc trang bị súng cho giáo viên. Tôi cho rằng trẻ em cần phải được bảo vệ khi tới trường. Theo thông báo của ban tổ chức, khoảng 800 cuộc tuần hành đã diễn ra trong ngày 24 tháng 3, hầu hết tại các thành phố lớn của nước Mỹ. Thông điệp của cuộc tuần hành là kêu gọi chính phủ của Tổng thống Donald Trump và các nhà lập pháp Mỹ ban hành một dự luật siết chặt quản lý súng để góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực súng đạn và số vụ xả súng ngày càng gia tăng thời gian qua tại nước này. Cuộc diễu hành là minh chứng cho thấy có nhiều người ủng hộ chúng ta như thế nào. Có nhiều người muốn các chính trị gia phải nghỉ việc bởi họ chỉ nghĩ tới bản thân, nghĩ tới tiền của Hiệp hội Súng Trường. Tuần hành vì sự sống của chúng ta không chỉ diễn ra trên khắp nước Mỹ. Người Mỹ trong hai ngày qua cũng tổ chức các cuộc tuần hành trước Đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao của nước này ở Hồng Kông, Trung Quốc, Tokyo, Nhật Bản, Roma, Italia, Sydney, Australia, London, Anh, Stockholm, Thụy Điển, Mumbai, Ấn Độ và nhiều nước khác để phản đối bạo lực súng đạn và kêu gọi các nhà chức trách sớm có biện pháp siết chặt kiểm soát súng đạn.